Đây nó sẽ có một cái tâm vàng, tâm này nó sẽ bám đường và cái mặt cắt của nó chỉ đến đây thôi. Xin chào tất cả các bác nhá. Đứng bên cạnh em đây là chiếc Hyundai Santa Fe 2018. Nguyên bản của nó rất là bi rồi, nhưng mà ánh sáng của nó không được sáng. Thì anh chủ xe đã qua em nâng cấp một cặp bi LED X-Line V20. Đây, con này con bi LED X-Line V20, con này là bản mới nhá. Bản con này là 9+1+1, 9 chiếc LED +1+1, công suất cốt là 60, công suất pha là 70, với nhiệt màu 5000, bảo hành 3 năm, lắp đặt new zin. Đây là công đoạn sau khi lắp đặt đấy nhá. Các bác nhìn thấy này, lắp đặt new zin. Còn đây là ánh sáng của cốt. Đây là ánh sáng cốt này, có thấy không? Đây nó sẽ có một cái tâm vàng, tâm này nó sẽ bám đường và cái mặt cắt của nó chỉ đến đây thôi. Tất cả đều có mặt cắt, nó sẽ làm không làm chói mắt người đối diện. Tâm ơi, bật pha lên. Còn đây là pha. Đấy, đây là pha này, tròn đậm. Các bác quan tâm đến giải pháp tăng sáng cho Santa Fe, hãy để lại số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn và hỗ trợ các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.